Mới đây, Elon Musk đã tiết lộ với công chúng hình ảnh 3 động cơ Raptors của nguyên mẫu tên lửa Starship. Hãy cùng Tony xin chào tìm hiểu về công bố thú vị về dự án không gian này của ông nhé! Công bố hình ảnh 3 động cơ Raptors của tên lửa Starship. CEO của SpaceX, Elon Musk, đã đăng lên tài khoản Twitter của ông các bức ảnh về nguyên mẫu tên lửa của công ty tên lửa Starship. Đây là những bức ảnh chính thức có chất lượng tốt nhất về động cơ Raptor từng được công bố. Điều này đánh dấu lần đầu tiên một nguyên mẫu SpaceX được lắp đặt nhiều hơn một động cơ Raptor. Đây là một cột mốc mang tính biểu tượng. Tuy nhiên nó vẫn mang ý nghĩa sau chiến dịch phóng thử nghiệm thành công tàu vũ trụ một động cơ Starhopper. Khi Starhopper sắp nghỉ hưu, Starship đang chuẩn bị hỗ trợ bước tiếp theo của chương trình. Các thử nghiệm theo sau này sẽ được phóng ở độ cao lớn hơn. Tàu Starship sẽ được cung cấp năng lượng bởi không phải một mà là 3 động cơ Raptor. Chỉ trong 7 tháng, SpaceX đã phát triển động cơ Raptor quy mô đầy đủ từ series 01 đến phiên bản động cơ Raptor SN06. Họ cũng đã sản xuất đủ bộ 3 động cơ để trang bị cho tàu Starship. 3 động cơ Raptors này hoạt động ở lực đẩy hoàn toàn cùng lúc với nhau. Khi đó chúng sẽ có khả năng tạo ra lực đẩy lên tới 600 tấn. Elon Musk cũng lưu ý rằng Starship có thể nặng khoảng 200 tấn. Điều này có nghĩa là con tàu 3 động cơ này sẽ có thể mang theo đến 400 tấn nhiên liệu đẩy. Lượng nhiên liệu đẩy này có khả năng phóng thẳng con tàu lên không trung trong một khoảng thời gian từ 200 đến 300 giây. Elon Musk hy vọng tàu vũ trụ Starship có chuyến bay đầu tiên trong 6 tháng tới. CEO của SpaceX, Elon Musk muốn tàu vũ trụ Starship của mình bay lên quỹ đạo trong vòng 6 tháng tới. Ông đã phát biểu như vậy trong buổi thuyết trình tối ngày 28 tháng 9 vừa qua. Sự kiện này gây sự chú ý lớn đối với những người quan tâm, đặc biệt là khi thông tin mới của dự án này còn quá ít ỏi. Điều này sẽ nghe có vẻ là hư cấu, nhưng SpaceX sẽ cố gắng đưa được Starship lên quỹ đạo trong vòng chưa đầy 6 tháng nữa. Chúng tôi đang gấp rút cải tiến khâu thiết kế cũng như sản xuất trong vài tháng tới. Tốc độ đang tăng theo cấp số nhân để đạt được mục tiêu vừa nêu, Elon Musk cho biết. Nhiều ý kiến nghi ngờ khả năng của Starship. SpaceX đang đạt được tiến bộ với tốc độ gần như không thể tưởng tượng được. Chỉ cần 7 tháng để thử nghiệm động cơ Raptor toàn diện. Tất nhiên là còn rất nhiều bước sàng lọc và kiểm tra trước khi 3 động cơ sẵn sàng cho lần phóng đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều người nhận định khoảng thời gian vài trăm giây là không đủ để Starship vượt ra khỏi bầu khí quyển, chưa nói đến việc đẩy nó đến quỹ đạo. Hầu hết các chương trình phát triển động cơ tàu vũ trụ đều hướng đến một mục tiêu, cụ thể là đảm bảo cho con tàu được phóng trong khoảng từ hàng chục đến thậm chí hàng trăm nghìn giây trong lần phóng đầu tiên. Nhưng SpaceX đang theo sát các phương pháp và chiến lược phát triển nhanh của họ, bất chấp mọi nghi ngờ từ phía dư luận. Những thông tin mới nhất về Starship. Trong buổi thuyết trình tại cơ sở thử nghiệm của SpaceX gần Boca Chica, Texas, Musk cũng nói rằng nguyên mẫu Starship cao chót vót phía sau mình sẽ thực hiện các bước nhảy trong vài tháng, độ cao mà nó đạt được lên đến 65.000 feet, khoảng 20 km. Tuy nhiên Elon Musk cũng nói thêm rằng không có gì chắc chắn rằng nó có thể lên cao được như vậy. Thông tin được cung cấp về Starship tại buổi thuyết trình cho thấy sự khổng lồ của nó. Cụ thể, con tàu sẽ có chiều dài 50 mét, đường kính của nó là khoảng 9 mét. Tổng tải trọng của con tàu này khoảng 200 tấn. Tàu Starship sẽ được phóng lên vũ trụ bởi một tên lửa khổng lồ có tên Super Heavy. Tên lửa này có đường kính 9 mét, chiều dài 68 mét. Theo Elon Musk, tên lửa Super Heavy có thể chứa tới 37 động cơ Raptor. Ngoài những thông tin trên, Elon Musk không công bố bất cứ điều gì mới. Ông đã thảo luận về các quyết định thiết kế Starship đã được công bố, trong đó bao gồm cả quyết định chuyển đổi vật liệu của Starship từ sợi carbon sang thép hồi đầu năm nay. Ông cũng đã cho trình chiếu các clip về những thành tựu trong quá khứ của SpaceX, bao gồm lần ra mắt Falcon Heavy đầu tiên vào năm 2018. Bên cạnh đó là nguyên mẫu chiếc xe thử nghiệm Starhopper đã thành công vào tháng 8. Falcon 1 là động lực để SpaceX tiếp tục xây dựng Starship. Ngoài tàu vũ trụ Starship đang được SpaceX của Elon Musk phát triển, công ty này cũng đã từng có một thành tựu khác, đó chính là tên lửa đẩy Falcon 1. 11 năm trước, Falcon 1 đã trở thành tên lửa nhiên liệu lỏng đầu tiên được phóng lên quỹ đạo vào ngày 28 tháng 9 năm 2008. Vào thời điểm đó, nếu việc phóng Falcon 1 không thành công thì đã không có SpaceX như ngày hôm nay. May mắn là Falcon 1 đã được phóng thành công không chỉ một mà đến 78 lần. SpaceX vẫn đang nhắm đến mục tiêu làm được nhiều hơn thế nữa. Một vài lần trên Twitter, Elon Musk đã nói rằng mục tiêu cuối cùng của ông là đưa con người sống ở các thế giới khác. SpaceX đang chế tạo một tàu vũ trụ khác. Đó là Crew Dragon. Tàu vũ trụ này thuộc chương trình phi hành đoàn thương mại của NASA. Dự án đó đã bị trì hoãn nhiều lần. Lý do trì hoãn mới nhất là vào hồi đầu năm nay, sau khi một vụ nổ trên một chiếc xe thử nghiệm xảy ra bởi một van bị rò rỉ, lịch trình của dự án lại một lần nữa thay đổi. Thực tế này diễn ra bất chấp việc NASA đang thúc đẩy kế hoạch đưa con người lên mặt trăng một lần nữa vào năm 2024. Vào thứ 6,
Căng thẳng giữa hai dự án Starship và Crew Dragon nổi lên khi quản trị viên NASA, Jim Bridenstine, đã tweet một tuyên bố liên quan đến sự kiện ngày 28 tháng 9 của SpaceX. Bridenstine nói rằng ông mong chờ buổi thuyết trình. Tuy nhiên bên cạnh đó, ông cũng đề cập rằng chương trình phi hành đoàn thương mại của NASA sẽ còn chậm tiến độ nhiều năm nữa. Sau đó SpaceX đã có phản hồi với ý kiến này. CEO của SpaceX đã trả lời rằng họ chỉ dành ít hơn 5% nguồn lực của SpaceX cho việc phát triển Starship. Phần lớn tài nguyên của công ty này hiện đang tập trung vào Falcon và Crew Dragon, đặc biệt là Crew Dragon. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ được chứng kiến thời khắc xuất phát của tàu vũ trụ Starship. Còn bây giờ đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để được cập nhật những thông tin mới nhất về những dự án của Elon Musk, bạn nhé!